Xin chào các bạn đến với kênh Vườn Như Ngọc Tây Úc. Hôm nay là giữa tháng 9 đầu mùa xuân. Hoa pansy, tiếng Anh là pansy, đang nở rộ trong vườn của mình. Nên mình mới làm video này chia sẻ cách trồng cây hoa này cho các bạn. Rất là dễ trồng các bạn nhé. Độ dễ là 5 trên 10. Cây pansy là cái loại hoa, là loại hoa ôn đới, thích lạnh, không có thích nóng. Nếu như ở Việt Nam mà các bạn trồng trên Đà Lạt mát mẻ quanh năm thì mình bảo đảm cây hoa này nó sẽ nở rực rỡ quanh năm luôn. Tiểu bang mình ở là có khí hậu cận nhiệt đới, có 4 mùa như Hà Nội vậy đó. Mình trồng cái hoa này vào mùa thu. Ở Úc thì cái cây này nó rất là phổ biến các bạn. Mình có thể mua ở tất cả các chỗ mà bán cây cảnh, hoặc như là bên liền chẳng hạn. Nếu không thì các bạn có thể mua hạt về trồng. Nhưng nhớ là nên gieo vào mùa thu nhé. Về vị trí trồng thì cây pansy đó có thể trồng ở chỗ mát, 2-3 tiếng nắng một ngày cũng ok. Nhưng mình theo kinh nghiệm của mình thì mình thấy trồng chỗ nhiều, càng nhiều nắng thì cây nó phát triển tốt hơn, hoa cũng nở nhiều hơn và to hơn nữa. Mình trồng ở vị trí này là nắng nguyên ngày nè các bạn. Bây giờ là những ngày đầu xuân, nhiệt độ hàng ngày là 21-22 độ vào ban ngày, 11-12 độ vào ban đêm thì hoa nở rực rỡ luôn các bạn. Mùa đông hoa cũng nở nhiều nhưng mà nó cũng không có to và rực rỡ như là mùa xuân. Thì đặc biệt cây này có thể chịu được lạnh đến -12 độ luôn đó các bạn. Rất hay phải không ạ? Chỉ là nó không có thích nóng thôi. Tiểu bang mình ở mùa hè rất là nóng, có khi nó nóng hơn 40 độ luôn á. Nên cuối mùa xuân thì cái hoa này nó tàn rồi nó chết. Chúng ta có thể thu hoạch hạt để trồng vào mùa thu. Bạn nào ở những vùng ôn đới mát mẻ như châu Âu chẳng hạn thì khi hoa tàn các bạn cắt cây sát gốc thì cây sẽ đâm những cái chồi mới và cho ra hoa quanh năm luôn. Cho nên ở những vùng ôn đới thì cây này được trồng như là cây thường niên, chỉ trồng một lần thôi và các bạn có thể thưởng thức suốt đời luôn. Về bón phân thì cây này nó không có cần bón phân thường xuyên nữa. Khi mà bắt đầu trồng cây này thì mình trộn phân rác ủ và phân bò vào chậu mà cộng với đất dành cho chậu, tiếng Anh gọi là potting mix vào. Thì nếu các bạn trồng dưới đất thì đất cần phải ẩm và giàu dinh dưỡng. Các bạn có thể trộn thêm phân hữu cơ vào đất trước khi mà bỏ cây xuống hoặc là trước khi gieo hạt. Rồi chỉ cần tưới nước và chờ cho ra hoa thôi. Khi cây bắt đầu trổ hoa thì các bạn có thể tưới thêm phân nước mỗi 2-3 tuần, chẳng hạn như phân cá nè, hay phân rong biển. Hoặc là không có thì các bạn có thể ngâm phân hữu cơ vào nước trong một đêm. Rồi các bạn lấy cái nước đó có thể tưới cũng được, sẽ giúp cho cây ra nhiều hoa hơn. Về tưới nước thì vì mình trồng trong chậu á, nó rất là mau bốc hơi nên mình phải tưới nước thường xuyên. Nhưng vô mùa đông mưa nhiều mình không cần tưới luôn. Vô mùa xuân ít mưa hơn thì mình tưới mỗi 2 ngày. Thì cái cách sử dụng của cái hoa này, điều thú vị nhất để trồng cái cây này là cái hoa này ăn được các bạn. Có bạn nói là lá cũng ăn được nữa, nhưng mình chưa có ăn thử lá. Mình chỉ hái hoa trộn vào salad nhìn rất là đẹp và vị nó hơi ngọt ngọt. Ngoài ra mình còn ăn kèm hoa với những loại rau khác trong các món như gỏi cuốn, bánh xèo vân vân, ngon tuyệt vời luôn á các bạn. Đây là hạt của nó nè các bạn. Thì khi mà nó vừa nứt ra đó là các bạn sẽ thấy những cái hạt này á, nhưng mà mình không có thu hoạch liền á, là chừng mấy ngày sau là nó rụng hết trơn rồi. Giống như cái này nè, đó, nó rụng hết trơn rồi. Đây, đây hạt của nó nè. Cho nên mình phải để ý khi mà nó vừa nứt là phải thu hoạch liền. Như cái này nè, nó còn có 3 hộp mà nó rụng hết trơn rồi nè. Nó còn có 3 hộp thôi.
thì mình hái mình thích rải xung quanh để cho rải xung quanh vườn á, để cho năm tới nó chưa mùa thu á nó nảy nó mầm lên. Thì bây giờ là giữa tháng 9 rồi thì cây nó bắt đầu hoa ra hộp rồi nè, nó đậu hộp rồi, nó nở bông rất là đẹp, nó nở quá rực rỡ luôn á các bạn. Thì bây giờ thời điểm mà mình thu hoạch hạt của nó. Thì đây là những kinh nghiệm mà muốn chia sẻ cho các bạn về cái cách trồng kéo cây này. Các bạn có thể trồng từ bây giờ. Các bạn nếu không có muốn cho vô trồng xuống đất thì có thể bỏ vào những cái chậu mình treo lên, rồi hoa nó thòng xuống rất là dễ thương, mà nó đủ màu như những cánh bướm mùa xuân vậy đó. Và mình có thể vừa ngắm hoa và vừa ăn được nữa. Đó là điều tuyệt vời khi trồng cái hoa này. Chúc các bạn thành công nhé. Và cảm ơn các bạn đã đến với kênh Vườn Như Ngọc Tây Úc. Hẹn các bạn vào video sau. Bye bye.